Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm trước thì tôi có lên cái bộ Shaman Fake đánh ở trong cái meta mới và ở cái mức rank Queen. Thì có rất nhiều anh em có nói là cái bộ Shaman này có vẻ như là nó không được như kỳ vọng trước khi mà cái phiên bản mới nó update. Tôi cũng là một trong những cái người mà như thế. Đấy, khi mà tôi test thì tôi thấy là nó cũng khá là không được khỏe cho lắm. Rất nhiều lý do, một trong những cái lý do đấy nó chính là có một cái món đồ mà nó khá là counter. Đấy chính là cái nhẫn ấy. Cái nhẫn món đồ tím mới nó khá là counter vào cái bọn Shaman này. Khi mà chiếc nhẫn nó có cái nội tại nó rất là khó chịu. Lắp trên người con nào thì ở trong vòng bán kính 2 ô nó sẽ bị khiêu khích. Và thực sự là cái bán kính ấy nó khá là rộng. Nó quá rộng luôn ấy. Nó bằng một cái skill của cái con Phượng Hoàng. Nhưng mà ở đây nó còn coi như là nó diễn ra liên tục. Nó diễn ra liên tục luôn, chứ nó không phải là tung một lần. Đấy, đi đến đâu là khiêu khích đến đấy. Miễn làm sao cái con tướng đó nó vẫn còn sống. Thì thực sự là mấy cái con châu châu ấy, hoặc kể cả là tướng co đam. Tướng co đam giống như kiểu là, đấy, như cái trận trước anh em thấy là con chú quỷ ấy. Nó đi đến đâu là nó coi như là nó khiêu khích đến đấy luôn. Khiến cho là cái dàn Shaman là không thể tung trưởng được. Bởi vì là bị khiêu khích là chỉ có đánh tay vào người đối thủ thôi. Mà những cái con Shaman nó cầm đồ thì nó đã cái đồ kiểu đồ random mà. Đấy, xong rồi lại còn đánh tay, đánh đam bé nữa thì nó chả làm được cái gì nó cả. Đánh rất là khó chịu. Nói chung là cái bộ Shaman tôi nghĩ là, đấy, như hôm trước là tôi có chia sẻ với anh em rồi đấy, chắc là cũng phải có một chút gì ấy thay đổi thì người ta mới chơi. Chứ bây giờ vừa khó chơi này, vừa khó xây dựng này, lại vừa yếu thì làm gì còn ai chơi nữa. Thế nên là khả năng đây nó sẽ là một trong những cái ứng cử viên mới xoán ngôi cái bộ Clay hoặc là cái bộ Beat hay là cái bộ Warlock đi chăng nữa, thì có khi là vớ vẩn là nó cũng xoán ngôi luôn đấy anh em ạ. Hy vọng là không thế nhá. Hôm nay thì làm sao, hôm nay thì tự nhiên nó cũng ra được cái con gấu Metalist đầu game anh em ạ. Thế nên hôm nay lại một lần nữa tôi mạo hiểm đặt cược số phận của cái trận đấu này của tôi cho con gấu anh em nhá. Với một cái niềm hy vọng rất là nhỏ nhoi thôi, là trong cái trận đấu này nó sẽ ra gấu Shaman cho tôi, để tôi có thể chơi được cái bộ 6 Shaman. Bây giờ chơi 6 Shaman hàng fake là không chơi được rồi. Thế bây giờ chơi 6 Shaman hàng real làm sao? Đấy, trận này thì có mèo 5 đô. Và trong truyền thuyết nó còn có Storm Shaman nữa. Rất là ok. Nếu mà nó nổ cho tôi cái con gấu Shaman anh em ạ. Đấy, tất nhiên là theo những gì mà tất cả chúng ta đều đã biết là cái con gấu Shaman ấy nó là một cái con mà rất là khó ra luôn. Không chỉ có con gấu Shaman thôi đâu, mà tất cả những cái con gấu bây giờ nó đều khó ra hết anh em nhá. Với một cái tỷ lệ nó là 6%. Quá thấp. Thực sự là quá thấp luôn. 6%. Và đấy nó là cái tỷ lệ ra một cái con bất kỳ. Đấy, còn nếu mà muốn ra cái con gấu mà chúng ta cần ấy thì nó sẽ là tỷ lệ nó là hơn 1%. Nó rơi vào đây nó tầm khoảng 1,4%. Oh my god. 1,4% ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trung bình chắc tầm 60 round mới ra con gấu chúng ta cần anh em ạ. Một cái con game mà nó kéo tới 60 round thì nó mới ra là con gấu chúng ta cần. Dã man chưa? Thế tôi mới nói các anh em ở trận trước rồi đấy. Các anh em mà có ý định là chơi gấu ấy thì anh em tốt nhất anh em bỏ đi. Đấy, anh em hãy để tôi nhá. Như cái trận trước tôi đã nói, cứ để tôi. Anh em thích trải nghiệm cái bộ gấu gì cứ để tôi. Đấy, trải nghiệm bộ Shaman gì cứ để tôi nhá anh em nhá. Anh em không phải làm cái điều đấy đâu. Để tôi làm cho. Tôi sẽ cố gắng tôi có thể thực hiện được để cho anh em trải nghiệm xem là thực sự là nó có hiệu quả không. Chúng ta đánh đổi nhiều thứ như thế với một cái đội hình khó xây dựng như thế, liệu rằng cái sức mạnh của nó có thực sự nó đã không, hay là nó cũng lại còn yếu hơn những cái bộ khác nữa. Thế thì chơi làm cái gì đúng không anh em. Đấy, tôi sẽ giúp cho anh em trải nghiệm điều đấy. Đấy, hôm nay tôi lại câu gấu tiếp nha anh em nhá. Làm content là cứ vậy, là đến khi nào mà làm được thì thôi đấy. Dã man thật sự. Rồi, nào này thắng là chúng ta có công nghệ mech. Được. Nhưng thực ra là bây giờ Ron thì chắc là tôi cũng sẽ form dần về cái bộ Shaman thôi. Mech Shaman nhỉ. Yeah. Ok, đấy, ra Shaman thì mua. Còn nếu mà gấu này thì chắc là không câu được thì chắc chỉ chơi được 4 Shaman thôi. Trận này thì kiểu gì cũng chơi được 4 Shaman rồi. Đấy, chỉ cần ra một trong hai con 5 đô thôi. Con Storm Shaman hoặc là con mèo thôi là chơi được.
chơi được cái kiểu hàng real ấy. Còn hàng fake thì chắc là tôi không chơi nha anh em nhá. Hàng fake thì yếu quá rồi. Cái kiểu fake 4 ấy, fake 4 wizard ấy thì không có đam anh em ạ. Nói chung là hôm trước anh em xem anh em biết rồi đấy. Không có đam. Còn nếu mà chơi kiểu fake theo cái kiểu là fake 2 ấy, fake 2 wizard ấy thì nó cũng yếu luôn. Bởi vì nó tốn quá nhiều slot. Tốn slot quá. Gấu lên được 2 luôn này. Đây con Thunder này mua này. Bình thường nếu mà ngày trước là chơi Saman là chơi ở level 8 thôi. Thì bây giờ là phải chơi ở level 9 chúng ta mới kẹp được cọc. Tốn nhiều slot lắm. Đấy, 4 Saman thì nó lại cũng phải mất cái slot cho hai con Wizard nữa. Thì thực ra là nếu mà hóa thì hóa được có 3 con. Hóa 3 con thì yếu quá. Ngày trước hóa được 4 con thì mạnh hơn. Và bây giờ hóa 3 con thì hơi yếu. Với cả có một cái lưu ý là bây giờ ấy, nếu mà nó ra cái con mèo thay vì con Storm Saman ấy nhá. Cái con mèo nó không hóa được đâu anh em ạ. Bây giờ trong cái bộ Saman là cái con mèo nó không hóa. Cái skill của con mèo nó là cái skill bị động. Mà bây giờ Saman ấy nó chỉ hóa là cái skill chủ động nó mới hóa được thôi. Đấy, chính vì thế nên là nếu mà ra mèo ấy thì con mèo nó cũng không hóa được. Chúng ta chỉ dồn đồ cho mèo để nhân đồ lên thôi. Thì nói chung là cũng được. Bây giờ nó cũng có một cái kiểu chơi mới, đấy là dồn đồ cho mèo làm co. Đấy, vẫn đánh ở trong cái bộ Saman được. Nhưng con khác thì nó hóa, con mèo nó không hóa. Nhưng mà bây giờ nó có một cái như này. Đấy là cái bọn Saman ấy, nếu mà chơi mèo ấy và để dồn đồ cho mèo ấy nhá, thì chơi Saman nó kiểu nó rất là tù luôn. Bởi vì làm sao? Không được hưởng cái hiệu ứng của đồ là một. Thứ hai là gì? Cái bọn Saman bây giờ nó vào nó không hóa luôn. Nó phải đợi tung trưởng nó mới hóa cơ. Đấy mà đợi đến lúc tung trưởng thì có khi chết hết rồi. Bởi vì là nếu mà gặp mấy cái bộ kiểu 5 dòng 9 mét nó tung trưởng và bùm một phát là thậm chí là còn chưa kịp hóa. Chưa kịp đầy mana để mà hóa luôn. Thế nên là cái bộ Saman bây giờ nó vừa mạnh mà nó lại vừa yếu. Thực ra là cũng có chưa thấy mạnh. Quên. chưa thấy mạnh mà tôi thấy là nó đang khá là đuối. Khá là đuối đấy. Thì cho là cầm đồ Saman cầm đồ hóa được cả đồ nhưng mà nó phải là 6 Saman cơ. Đấy nó lại thế cơ. Còn nếu 4 Saman thì nó lại yếu hơn ngày trước, yếu hơn rất là nhiều luôn ấy. Chứ còn 6 Saman thì đã chơi hàng fake thì đã thiếu đam. Đấy. Nó bị một cái là như thế. Có khi là lại phải có điều chỉnh của nhà phát hành để cho cái bộ này nó mạnh lên một chút. Nhưng ngày trước ấy nhá là cái bộ Saman nó không sợ bộ 5 rồng đâu nhá. 5 rồng mà 9 mét cũng không sợ. Bởi vì làm sao những cái con Saman ấy nếu mà chúng ta để ở dưới cái hàng dưới cùng ấy là nhiều khi nhá là con Thunder nó quét là nó xoay quạt ra là đến lúc mà nó chạm vào con Saman là con Saman nó biến hình được rồi. Đấy, biến hình được thì là nó sẽ không bị cái hiệu ứng giảm kháng phép nữa. Thì là cái lượng máu nó mất đi nó không nhiều. Và nó cũng rất là khỏe. Khi mà vào phát biến luôn, được cái con to. Cái con to sao rồi nhiều máu. Rồi thì mấy cái con đấy nó hỗ trợ là tung trưởng nó cũng mạnh cơ. Nhưng mà những cái con mà như kiểu là Thunder Split ấy, nó đóng vai trò làm co. Hay là con già đóng vai trò làm co. Nên là cái bọn đấy nó cầm đồ ấy, nó gây sát thương nó khá là mạnh. Kẹp thêm được cả cọc kia các thứ vào rất là ok. Đấy nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì vào phát nó đâu có tung trưởng luôn đâu. Mà nhất là khi mà chúng ta nhá xếp cái đội hình ấy. Cái đội hình nó rất là quan trọng khi mà chơi Saman bây giờ xếp đội hình nhá. Xếp tất cả ở hàng dưới cùng. Đúng không? Thì bị cái là bây giờ vào phát nó lại chạy lên trên để nó đánh một lúc. Đánh một lúc xong là mới tung được trưởng. Đấy nó bị như thế anh em ạ. Tức là cái vị trí của đội hình ngày trước nếu mà chúng ta xếp hết ở hàng dưới cùng ấy thì nó sẽ đứng một chỗ và nó sẽ hóa luôn ở hàng dưới cùng. Nhưng bây giờ không. Bây giờ có xếp ở hàng dưới cùng thì nó cũng tròi lên trên để nó đánh, nó đấm thôi. Đấy, đấm một vài phát rồi nó đủ mana nó mới hóa. Chính vì thế nên là cái đội hình nó cũng lại yếu hơn. Cái việc xếp đội hình ấy. Đó. Nó khó là khó cái chỗ đấy. Tức là cái bộ Saman bây giờ là về mặt đội hình là nó đã yếu hơn rồi. Đấy, còn về cơ chế nó cũng đang không khỏe lắm. Tôi nghĩ là cái bộ này chắc là cũng phải thay đổi tiếp đấy anh em ạ. Cái bộ Saman nếu mà anh em không biết thì nó là một trong những cái line up mà từ khi nó sinh ra ấy, nó được thay đổi nhiều nhất từ trước đến nay. Thay đổi qua rất nhiều thời kỳ rồi, rất nhiều những cái hiệu ứng khác nhau. Cái hiệu ứng của Saman ấy lúc đầu nó không phải như này. Lúc đầu của nó rất là Sida và nó phải nói là một cái Selassie nó mạnh nhất ở trong game luôn. Anh em còn nhớ không? Các anh em mà mới chơi thì anh em chưa biết. Thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là cái ngày trước của bộ Saman này này, nó không phải là hóa hình cái con của chúng ta đâu. Cái con của quân phe chúng ta. Mà hóa hình là quân của địch thủ luôn. Tức là nếu mà địch thủ mà giết chết con Saman ấy của bên chúng ta ấy, là cái con tướng của đối thủ là nó sẽ bị biến thành con khác.
Và cái hồi đấy nhá, là biến là mất đồ luôn. Tức là ví dụ như là chơi Saman mà co của đối thủ mà cầm một đống đồ ấy, ví dụ anh em cứ tưởng tượng là cầm 6 món đồ cam chẳng hạn, xong là nhảy vào giết chết một con Saman là coi như là biến thành cái con khác và mất hết đồ luôn. Nhớ cái meta đấy là cực kỳ Sida. Và meta đấy là một trong những cái meta mà cái bộ Saman này nó mạnh nhất luôn. Đấy, sau rồi thay đổi tiếp theo là gì? Là con tướng co của đối thủ đấm chết cái con Saman ấy thì nó biến thành con khác, nhưng mà nó vẫn được cầm đồ. Nhưng mà ôi dồi, biến thành support vẫn thua. Ôi từ từ nhá, round này vớ vẩn thua này. Hunter bắn rát quá nhờ, toàn 2 sao. Hỏng rồi. Ui bắn đau thật đấy. Vẫn chuối rồi. Thằng này chắc là nó quyết tâm nó cắt chuối của hai cái thằng có chuối rồi anh em ạ. Nó xả hết tiền mà. Up lên 7 xả hết tiền 6 Hunter. 6 Hunter chắc chắn là nó sẽ cắt chuối. Hy vọng là nó chỉ cắt chuối được của tôi thôi. Có cái thằng Liverpool kia thì chắc là để tôi ăn đi. Hy vọng là nó cho tôi ăn. Chứ còn bây giờ mà thằng Hunter nó cắt được hai cái chuối thì cũng căng đấy. Ok rồi. Để xem nào, Liverpool vẫn chưa gặp nhá. Có chuối là cộng 9 đấy. Hy vọng là nó sẽ gặp tôi. Hiện tại thì cái đội hình của tôi nó cũng tương đối mạnh, nó không yếu đâu. Liverpool kia là bây giờ là Warrior, khả năng là tôi sẽ ăn được đấy. Đội hình của tôi toàn gây sát thương phép thôi. Nó sẽ không sợ cái giáp của bọn Warrior. Nhưng mà hình như là nó có ý định nó chuyển về 5 rồng như phải. Trận này có hai thằng chơi 5 rồng à? Hai thằng chơi 5 rồng và một thằng là chơi có vẻ như là nó sẽ chơi Saman. Sẽ có thằng chơi Saman đấy. Ok, trận này thì nói chung là có hai con tướng Saman 5 đô thì sẽ có thằng chơi thôi. Ui, cái shit to này. Có ăn được không? Chắc vẫn ăn được. Tầm này chưa đủ 6 exit thì tôi vẫn ăn được đó. Ok. Exit cũng không sợ đâu. Tí nữa chúng ta chưa Saman nữa không sợ exit. Thunder này. Thế này thì bỏ 3 mét vào nhưng mà phải lên 8. Lên 8 mới cho vào được. Tỷ lệ ra gấu thấp thật đấy. Bây giờ round 15 rồi vẫn chưa ra gấu anh em ạ. Chưa ra con gấu nào luôn. Round này tôi vẫn cố tôi để con gấu kết hợp với cả con Lava Saman đấy chứ. Để cho là nó gọi ra được cái con Saman 5 đô. Kiểu thế, kiểu. Nhưng mà nói chung là cũng khó đấy. Không lên là đặt kỳ vọng quá nhiều. Đặt kỳ vọng nhiều xong rồi thất vọng là càng cao thôi anh em ạ. Tí nữa mà đến round 30 mà nó không ra nổi gấu nữa thì thôi chịu. Chắc chắn là nếu mà ra 30 ấy mà không ra lủi gấu ấy mà anh em xem thì chắc chắn anh em sẽ bỏ cái bộ này luôn đấy. Anh em không chơi đâu. Chắc chắn anh em không chơi. Đấy. À đây quên, vừa nãy còn đang nói về cái bộ Saman. Nó là một trong cái bộ mà thay đổi rất nhiều. Đấy, sau hai cái thay đổi vừa nãy tôi kể ấy, thì nó mới đến cái meta là cái con tướng Saman của bên chúng ta nó mới hóa hình. Đấy, và nó kéo dài đến tận bây giờ thì nó đổi thêm một lần nữa. Tức là nó đã có 4 lần thay đổi rồi. Có thể nói là cái lần thay đổi này nó sẽ là cái lần thay đổi mà yếu nhất của bộ Saman luôn đấy. Tầm này thọt tiền quá mà cũng không lên được 8 anh em ạ. Đủ tiền thì tôi cũng sẽ lên 8 thôi. Để có thể là có cái thứ nhất là free roll, thứ hai là cắt chuối được thằng kia. Mà nào này thì chưa đủ. Ui gặp luôn này, cắt được không? Toàn Warrior thôi. Chắc là được chứ nhở? Được chứ. Ơ có thằng đi luôn này. Quýt à? Ơ sao lại có thằng đi luôn nhỉ? Vãi đái, ngủ quên à? Ngủ quên rồi, kiểu này là chơi là ngủ quên rồi. Chơi đêm ngủ quên mất. Ok rồi, thôi tôi vẫn sẽ up lên 8 sớm anh em ạ. Mặc dù là cắt được chuôi rồi nhưng mà vẫn up lên 8 sớm để có thể có cơ hội run ra được cái con tướng 5 đô anh em nhé.
Vẫn chưa ra gấu luôn. Trận này mà không ra gấu là cũng lại không chơi được thằng Ryu đâu. Kể cả là ra được hai con tướng 5 đô. Thằng này nó... Đây, Saman đây này. Nhưng mà đấy, nó cũng giống như tôi. Trường hợp như tôi là nó bây giờ nó phải có kích Wizard cơ. Tức là phải lên 8. Lên 8 nó mới có thể kích được. Hai Wizard. Không biết thằng này có phải 5 rồng không đây. Tương lai rất có thể nó sẽ là 5 rồng ạ. Mèo à. Trận này xác định là sẽ không có chơi fake nên là tôi cũng sẽ không mua Wizard nữa. Nếu mà không ra đủ 6 con thì chơi 4 con thôi anh em ạ. Chơi 4 con kết hợp với mết. Dồn đồ cho mấy cái con mết cũng được. Thunder sắp lên được 2 sao rồi. Thôi chơi kiểu cũ vậy. Chơi kiểu 4 Saman xong rồi kết hợp với cả mết chơi hàng Ryu. Kẹp với cọc được ở level 8. Trận này cũng đen đen một cái là kể cả là không ra gấu nhá. Xong rồi nó còn không ra cả Saman nữa. Mặc dù tôi cũng có free roll, tôi roll khá là nhiều ấy. Ra được bao nhiêu cái free roll là tôi roll hết rồi. Nhưng mà nó cũng không lên được 2 sao. Saman này nó trận này có vẻ là nó không độ tôi. Gấu này bây giờ nghe chừng là có vẻ là low hope rồi đấy anh em ạ. Tầm này mà ra 18 rồi cuối cùng là vẫn chưa ra con gấu nào. Chưa nói đến cái con gấu Saman đâu nhá. Chưa ra bất cứ một con gấu luôn. Có khi bây giờ tiết kiệm mấy cái free roll để chúng ta lên 9 ấy anh em ạ. Lên 9 roll, tỷ lệ ra 5 đô cao hơn. Bây giờ mà roll sợ không ra 5 đô. Có lẽ đây nó sẽ là cái video clip cuối cùng tôi làm về bộ Saman. Trông hơi oải. Trả qua là cái trận này vào game nó thấy có cái hai cái con tướng 5 đô ở trong cái bộ truyền thuyết thì tôi mới coi như là sờ vào thôi, chứ còn tôi thấy là vào meta mới ở cái trận trước là tôi cũng đã biết được là nó khá là yếu rồi. Heo à? Có thể là sẽ chuyển sang 6 đỏ thì cũng ngon nha anh em nhé. Chẳng may mà không ra Saman, chúng ta chuyển sang 6 đỏ chơi gót 6 đỏ ấy. Gót 6 đỏ kết hợp với Storm Saman ấy. Bây giờ Storm Saman lên 5 đô rồi đúng không? Chỉ cần là 1 sao thôi là gánh được rồi. Tướng 5 đô 1 sao. Đổi được cái gậy xanh thì cũng ngon. Bây giờ ra Storm Saman ở truyền thuyết thì có thể chơi được gót đỏ mà. Đấy, tôi lại có chuỗi này. Đội hình thế thôi nhưng mà full 2 sao nó cũng khá là khỏe đấy. Bây giờ Thunder lên được 2 sao nữa là cũng ok. Đợi Thunder lên 2. Lên 9 luôn anh em nhé. Tỷ lệ sẽ ra 5 đô cao hơn. Tôi sẽ roll ở 9. Già này. Cho con này vào. Kiếm sách anh em ạ. Có lẽ là sẽ phải lấy cái quả cầu vực thẳm. Ở trận này có khá nhiều mết. Khả năng là tương lai sẽ gặp 5 rồng đấy anh em ạ. Thôi lấy quả cầu vực thẳm thôi. 5 rồng. Phải có cầu vực thẳm thì mới hóa hình được. Không là vớ vẩn là nó tung trưởng một phát là bay màu luôn. Chưa kịp hóa là bay màu à.
Bây giờ đổi là chỉ có đổi toàn những cái món đồ là tăng mana nhanh thôi anh em ạ. Tí nữa chuyển sang Shaman thì chúng ta sẽ được những cái món đồ hóa hình nhanh. Úi dồi, thằng này sắp chết rồi vẫn câu gấu à? Vãi đái. Định làm gì nhỉ? Câu gấu Metalith để chơi Metalith kết hợp với Clive à? Ý tưởng này là tôi sẽ cũng sẽ thực hiện trong những cái video clip sắp tới anh em nhé. Tôi sẽ chơi cái bộ Clive kết hợp với Metalith, nhưng mà phải cầm được cái áo choàng, cái áo long bào, sau đó thì là tôi dồn đồ cho con Live với Deadline. Rôn cái nào. Ui dồi ôi, được đấy. Chơi luôn. Tí nữa có gì ấy, chuyển sang trộm chó cũng được anh em ạ. Ok. Hết tiền rồi. Này không lên được 10 à? Phải đợi. Đợi một chút. Ra được cái bộ Shaman thì ngon. Uống Shaman đánh level 9 thì cũng được. Lên 10 sau bao giờ đội hình nó khỏe một chút rồi lên 10. Ok. Ôi giời anh em ơi. Ra rồi. Đây rồi anh em ơi. Trời ơi. Chúng ta đã ra được cái điều kiện thứ hai nha anh em nhá. Đây rồi, điều kiện là khó nhất thì nó ra rồi. Đấy là phải ra câu ra cái con gấu Shaman. Vãi thái ạ, 23 round. Nó ra cái con gấu đầu tiên và nó là cái con gấu Shaman cho tôi. Thật sự là như thế luôn. Và đây nó mới là cái điều kiện thứ hai thôi anh em ạ. Nhưng mà nó là cái điều kiện khó nhất rồi. Chúng ta đã thỏa mãn được cái điều kiện khó nhất rồi. Rồi, chúng ta còn hai cái điều kiện nữa. Đấy là chúng ta sẽ phải ra được con Storm Shaman và ra được con mèo Long Đô. Hai con Long Đô. Wizard thôi, bỏ qua nhé. Không chơi đâu. Cọc này chắc là vẫn phải cần đấy. Đây rồi. 4 Shaman này. Đủ bộ rồi. Ok. Thế thì khỏe rồi đấy. 4 Shaman là khỏe rồi đấy. Mặc dù là mấy cái con Shaman nó không biến hình được luôn, nhưng mà kéo nó xuống một chút anh em nhá, nó sẽ đỡ bị nhận đam đến từ những cái con tướng của đối thủ ở phía trên. Chúng ta đứng ở phía dưới chúng ta sẽ ít bị nhận đam hơn. Ơ thằng này cũng bị ao này. Ok, có khi là mấy cái quyển sách này tôi tích để tôi lên được 11 đấy anh em ạ. Cứ tích sách đi. Đằng nào chúng ta cũng để 3 con mết vào trong đội hình rồi. Ok, vậy là 26 vẫn có thể lên được 10. Có hai con đắt lét này, nhưng mà thôi tôi chưa mua vội anh em nhé. Tí nữa rồi nếu mà không đánh được Shaman thì chuyển sang trộm chó sau. Cứ từ từ đã. Line con line split nó phải lên được 2 sao cơ. Cứ bình tĩnh. Cứ chơi Shaman đã. Biết đâu đấy lại chơi được 6 Shaman thằng Ryu. Này cái gương hóa cho nhanh. Rao này chưa lên 10 vội anh em ạ. Đợi chút. Rao sau lên 10 chúng ta tiết kiệm được một cuốn sách. Chuyện này không biết có lên được 11 không nhỉ.
Đúng là cái thằng Clay nó chơi là kết hợp với Metalist đấy anh em ạ. Nếu mà chơi 4 Clay thì chỉ cần đánh ở level 8 là đủ bộ rồi. 4 Clay kết hợp với cả 4 Metalist đánh ở level 8. Còn Light Blade Light mà chúng ta Hyperon ở level 8 lên được 2 sao, à lên được 3 sao. Sau đó lại ra cái áo long bào, không biết là nó clear nhanh đến cỡ nào nhỉ anh em nhỉ. Cũng căng đấy. Rao sao mới lên 10 anh em nhé. Rao sao lên 10 tiết kiệm quyển sách. Ui con già vào trong kia thế là bắn chết luôn kìa. Chán đời. Nhưng mà vẫn ăn được nó. Biến ra được con Senbou 3 sao. Khá là khỏe. Rồi Thunder lên được 2 sao. Cố gắng lên 11. Như này chúng ta giống như là đánh ở meta cũ rồi đấy anh em ạ. Giống rồi đấy. Đội hình giống như là former level 8 ở meta cũ. Lên được level 10 nhưng mà đánh như level 8 luôn. Sự khác biệt ở đây là ở chỗ là chúng ta có một con heo nữa thôi. Gặp thằng chính Warrior này vô tư. Chưa biết Sama này ở trong meta cũ thì vẫn ăn được cái bộ này đó. Ok, hóa ra có Superman 3 sao. Quá tuyệt vời. Cố thế nào chúng ta chỉ cần 5 quyển sách nữa thôi anh em nhé. Sắp được rồi. Lên được 11 sẽ có slot cho Wizard để kích hệ luôn. Trong trường hợp mà không ra được Shaman, không ra được đủ bộ, chúng ta chơi bằng Wizard vẫn ok. Warrior này không biết là sau update này nó có khỏe hơn không nhỉ? Mà sao lại tôi thấy là cũng có nhiều người chơi phết đấy anh em ạ. Tôi thấy là có khá nhiều người chơi Warrior đấy. Không biết nó có khỏe hơn không. Có lẽ tôi cũng sẽ phải test cái bộ Warrior. Trong những cái video clip tiếp theo tôi sẽ chơi Warrior đấy. Bộ Warrior có thể nó sẽ là một cái bộ comeback trở lại với những cái món đồ mới. Nhất là cái nhẫn ấy, cái nhẫn mà Warrior có thì khả năng là nó sẽ khá là hay. Khi mà đối thủ không tung một trưởng và chúng ta chơi Warrior, chúng ta cũng không cần tung trưởng. Lao thẳng vào đối thủ sau đó là khống chế thôi. Đánh vào thì có phản đam rất là khỏe. Nhất là trên người cái con tướng co giáp nó to nữa chứ. Thằng này ngũ 02. Ơ thằng này ngũ 02 không chơi Metalist à? Điêu thật. Cường Lai nhưng mà không phải Metalist anh em ạ. Level 8 đủ bộ rồi mà. Bạn định lên 10 à? Úi được quá nhờ. Hay. Được đấy. Rôn kiếm human phát nhỉ. Rồi, từ từ đã. Rao quái không phải khô máu. Kiếm dần dần thôi. Kiểu gì chả lên được 11. Bây giờ rao 30 không lên được thì rao 35 lên được thôi. Tháng rao này chúng ta có 20 rồi, 20 điểm kinh nghiệm rồi. Rao sau thắng nữa, rao sau thắng nữa, hai rao thắng người nữa được. Hoặc là một round thắng người nữa thôi. Chỉ cần một round thắng người nữa thôi.
kiểu gì lên ra 30-35 ấy thì thế nào cũng lên được 11. Anh em cứ để ý xem là cái con mèo ấy, nó không, bây giờ nó không hóa được hình anh em ạ. Đấy, ở trong cái video trước có anh em bảo là vì tôi cầm cái mặt nạ điên nên là không hóa được hình. Không phải, đây anh em thấy 4 Saman này không hóa được hình nhá. Con mèo 5 đô bây giờ là sử dụng skill bị động là không hóa được hình anh em ạ. Saman bây giờ là phải chủ động mới hóa được hình, còn bị động thì không được. Quả trứng này sẽ dành để đập cho con mèo đó. Ok, thế này thì kể cả thua thì ra 35 chúng ta sẽ lên được level 11 thôi. Tôi đã tích sẵn là ở đây là 6 con human rồi. Đúng làm rồng thật anh em ạ. Ui vãi đái. Ăn nổi không? Ờ vẫn ăn được này. Được quá nhờ. Solo. Này. Nhưng mà lại không có sách. Mặc dù là ăn được nhưng mà không có sách. Ui ra cả Battleman này. Ui làm trứng vậy. Ui. À thôi chết thôi. Nhầm. Trứng 2 sao. Trứng 2 sao ạ. Thề. Hay là mở có sách rao này không? Hy vọng có sách rao này. Thắng một rao đi. Được. Này thì chú quỷ 2 sao này. Xôi ôi. Nói chung là cái bộ Saman ấy nó vẫn khỏe anh em ạ. Chơi theo kiểu cũ nó vẫn khỏe. 4 Saman kết hợp với cả cọc ấy, kết hợp với cả mết. 9 Warrior dồn đồ cho chú quỷ 2 sao và vẫn bị ăn đấm như bình thường. Cái đồ này thì chắc là tôi nghĩ là từ từ đấy anh em ạ. Chưa có đổi vội đâu. Chúng ta cứ để đây tí nữa Saman là biến hình rồi nó hóa luôn mấy cái món đồ này luôn. Mà hơi đen nhỉ, chưa ra Storm Saman đấy. Bây giờ chỉ còn đúng cái điều kiện cuối cùng thôi là ra Storm Saman thôi. Khó thật sự. Ơ có vẫn đang thua này. Không không, vẫn chưa thua, vẫn chưa thua. Ra được cái con gấu. Hay quá. Gặp 5 dòng 9m. 5 dòng 9m anh em ạ. Đánh ở level 11. May quá tôi lấy được cái quả cầu vực thảm ấy anh em ạ. Gặp bọn này nó cũng đỡ đi một chút. Ê à, rau này mất chuỗi rồi. Càng thế.
Đẩy 22 máu luôn mà. Saman bây giờ chắc sợ nhất là cái bộ lăn rồng 9m này rồi. Không có cầu vực thẳm là có khi là full bàn rồi đấy anh em ạ. Có cầu vực thẳm thì còn đỡ được một chút. Nhưng mà bây giờ phải 6 Saman cơ. Cho tôi 6 Saman đi. Lốt down này là chúng ta lên được 11 này. Cho chơi 6 Saman thằng Diu cái xem nào. Stone Saman ra đi. Chả nhẽ đen cái mức độ mà ra được cái con gấu mà lại không ra con Stone Saman. Hài thật sự luôn đấy. Thề. Stone Saman chỉ cần một con kích hệ thôi mà. Tôi có một cái quả trứng 2 sao anh em ạ. Quả trứng này theo anh em thì tôi nên làm cái gì? Đập cho cái con heo 3 sao không? Heo chỉ cần một con nữa ra thôi là lên được 3 sao đấy. Vẫn chưa phải Stone Saman. Ra đi. Thề. À đây rồi. Ui, à choàng à, được đấy. Được. Trong trường hợp ấy mà nó không ra được con Stone Saman thì vẫn có một cái kiểu này rất là hay nha anh em nhá. Do chơi Sivet anh em ạ. Sivet bây giờ trấn phái là cái áo choàng ấy. Chúng ta chuyển ra Sivet chơi. Thay vì chơi hóa hình chúng ta chơi chiến thuật đàn châu chấu anh em nhá. Để xem là liệu rằng lăm rồng 9m có ăn được châu chấu không. Rồng chiến với cả châu chấu. 25 màu anh em ạ. Đây rồi. U. Được. Ui được đấy. Được đấy. Một con heo nữa thôi. Cho một con heo nữa thôi. Ok. À ui đây rồi. Được. Thôi. Giải tán chơi Sivet anh em ạ. Có nhiều cặp cái này chơi Sivet thôi. Đây rồi. Để xem mình có ăn được cái đàn châu chấu này không. Ui rồi anh em ơi. Kín bàn luôn anh em ạ. Không còn ô nào luôn. Ui tôi đếm sơ phải 6 con heo anh em ạ. 6 con heo, 6 con mèo. Vào trận đấu chả còn cái ô nào mà nhích lên nữa. Đông quá. Ui rồi ui. 49 máu luôn. Dã man. Thế thì anh em biết là phải chơi cái gì ở đấy. Nếu mà chơi Saman là không được là chuyển ngay sang Sivet chơi. Kết hợp với heo mèo anh em ạ. Đẩy một phát ra cuối cùng gần 50 máu luôn. Đấy là còn chưa có 6 Saman đấy nhá. Nếu mà có 6 Saman ấy, có khi là nó phải rơi vào đâu đấy. Nó tầm khoảng 70-80 máu. Đấy. Quá căng đúng không anh em. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ 6 Saman Fake nó thực chiến ở trong cái meta mới thế nào anh em nhá. Tôi đảm bảo với anh em là sau khi anh em xem xong cái video đó thì anh em sẽ có cái nhìn khác về cái bộ Saman. Đấy là anh em sẽ cảm thấy cái bộ Saman thực sự là nó khá là phế. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!